Quý cô bác và anh chị kính mến, ngày hôm nay Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, tiền bạc đủ đầy, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy Tử Vi bất ngờ tiết lộ sự thật. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch, tuổi Ất Sửu sinh 1985, vận số cực may, tiền tỷ về tay, đổi vận giàu sang phú quý, đón Tết thật linh đình. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Sửu sinh 1985 thân mến, cuộc đời của mỗi con người dường như đã được định sẵn từ trước, đó chính là tính bất biến của định mệnh. Chúng ta không thể chọn giới tính khi sinh ra, không thể chọn cha mẹ anh chị em, không thể chọn đất nước mình sống hay quốc tịch mình mang, tất cả những điều tưởng chừng ngẫu nhiên. Đó thực ra là sự sắp đặt của số phận, vì không có quyền lựa chọn nên chúng ta gọi đó là định mệnh. Tuy nhiên, số mệnh cũng là một thứ có khả năng biến đổi. Chúng ta có quyền lựa chọn, có khả năng thay đổi và có thể đi theo những gì mình mong muốn. Nếu gia cảnh không giàu có thì Ất Sửu có thể chọn chăm chỉ, cần cù và nỗ lực vươn lên, mong một ngày đổi đời giàu sang. Nếu tình cảm không nồng thắm, Ất Sửu có thể lựa chọn bao dung, thay đổi bản thân để hòa hợp bên nhau. Không có chuyện định trước sẽ nghèo khổ, cũng không có chuyện định chiếc xe cô độc, đau khổ. Tất cả đều là sự lựa chọn của bản thân trước những ngã rẽ hay biến cố của cuộc đời. Mới đây nhất, dưới sự tính toán chi tiết của các bậc thầy Tử Vi và nhà chiêm tinh học, họ đã tiết lộ một phát hiện chấn động rằng những người tuổi Ất Sửu sinh 1985 sẽ có cơ hội bùng nổ, đổi đời ngoạn mục từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Nếu biết và làm ngay việc sau đây, vậy hãy cùng kênh Lộc theo dõi và khám phá ngay bây giờ quý khán giả nhé. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi từ nay tới Tết 2025 âm lịch của tuổi Ất Sửu sinh 1985. Thời điểm từ nay tới Tết 2025 âm lịch, vận trình của người tuổi Ất Sửu được dự đoán đầy biến động và cả những sự phát triển không ngờ tới. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch, Ất Sửu được các sao tốt như Phúc Đức, Thái Mợ che chở, lại thêm các thần ấn quang nâng đỡ, Ất Sửu dần thoát khỏi những tác động xấu trong thời gian trước đó. Tuy nhiên, cục diện phá thái tuế án ngữ khiến vận trình vẫn có không ít biến động, công việc tăng cả về khối lượng lẫn tính thử thách, Ất Sửu trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Tiến trình công việc vốn đang thuận lợi, có thể gặp trở ngại, cần có ý chí kiên định, quyết tâm cao độ mới vượt qua khó khăn. Đừng quên thành công không phải một sớm một chiều, chỉ cần duy trì sự nỗ lực, bền bỉ, kiên trì, cũng như chiến lược ứng phó linh hoạt, Ất Sửu mới có thể tận dụng triệt để cơ hội phát triển trong tương lai. Ngoài ra, Ất Sửu cũng nên khắc phục tính bảo thủ và bướng bỉnh của bản thân, giữ thái độ cởi mở và tích cực hợp tác với mọi người để tìm kiếm thêm cơ hội phát triển. Thu nhập có dấu hiệu tăng lên, nhưng vẫn cần chú ý đến tiêu dùng. Tài chính, từ nay tới Tết 2025 âm lịch này, vận trình tiềm ẩn nguy cơ, không nên mạo hiểm tham gia vào đầu cơ. Ất Sửu cần hành động thận trọng và linh hoạt với tình hình để bảo vệ thành quả của mình. Thời điểm từ nay tới Tết 2025 âm lịch, tuổi Ất Sửu nên giao tiếp và quan tâm nhiều hơn với các thành viên trong gia đình. Đó chính là nền tảng để xây dựng một gia đình hòa thuận. Người độc thân nên tăng cường mở rộng các mối quan hệ bạn bè xã giao, kể cả công việc, để có thể tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp với mình. Điều quan trọng là phải duy trì những thói quen tốt và điều chỉnh cảm xúc để sẵn sàng đối phó tốt hơn với những thách thức và cơ hội đến trong cuối năm nay. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay,
Ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Ất Sửu sinh 1985, từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Sửu sinh 1985. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Ất Sửu trong tháng 9 âm lịch, tháng này cục diện tương hình sẽ mang tới nhiều rắc rối không mong muốn cho tuổi Ất Sửu. Bạn sẽ phải chịu nhiều áp lực do sự nghiệp mang lại, khiến cho tinh thần luôn rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. Do muốn khẳng định vị thế của bản thân, gây ấn tượng cho lãnh đạo và đồng nghiệp, nên bạn luôn xung dong nhận những công việc khó khăn. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu thì bản mệnh không thể lường trước những vướng mắc mà mình sẽ gặp phải, vì thế mà quá trình thực hiện thường xuyên gặp rắc rối, trở ngại, thậm chí có kẻ phá đám. Thời điểm này, bạn phải nhận thức rõ năng lực và vị thế của mình, tự tin là tốt, song chớ nên quá ảo tưởng về bản thân cũng như quá cứng đầu, cứng cổ, không chịu nghe theo ý kiến của người khác. Con giáp này trở nên tự tách mình ra khỏi tập thể, dù khó khăn cũng không muốn nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Tuy nhiên, xét về mặt tích cực thì khó khăn thử thách chính là yếu tố không thể thiếu nếu tuổi Ất Sửu muốn rèn luyện bản thân trở thành một người xuất sắc và bản lĩnh hơn. Dưới tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm dưỡng, chỉ cần bạn luôn chăm chỉ cần cù, không đầu hàng trước khó khăn thì ắt sẽ tìm ra hướng đi phù hợp cho công việc. Lại thêm các tinh thiên đức phụ trợ, bạn hoàn toàn có năng lực chuyển nguy thành an dưới sự giúp đỡ của mọi người và sự quyết tâm của chính bản thân mình. Tháng 9 âm lịch này, bản mệnh nên nhận ra đâu là thời điểm thích hợp để phát huy sức mạnh của tập thể nên tự cô lập bản thân. Sức mạnh tập thể sẽ khiến cho mọi việc được giải quyết nhanh chóng và dễ dàng hơn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Sửu trong tháng 9 âm lịch, tháng 9 âm lịch này, phương diện tài lộc của tuổi Ất Sửu có dấu hiệu nhích nhẹ, song chưa thực sự rõ ràng, chủ yếu là do phải chịu tác động của cục diện tương hình. Người làm ăn kinh doanh đam mê kiếm tiền, luôn rất cố gắng để tìm ra hướng đi mới cho công việc, nhưng dường như mọi thứ không thể suôn sẻ ngay lập tức được. Bạn thường dễ gặp phải trở ngại do bản tính quá mức cứng cỏi, độc lập tự cô lập bản thân, không xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Nếu có thời gian rảnh, con giáp này nên bình tĩnh ngồi lại để nhìn nhận bản thân xem mình có khuyết điểm nào cần phải khắc phục. Bạn chớ nên đánh giá bản thân mình quá cao, mà lại hạ thấp mức độ khó khăn của những vấn đề mình đang và sẽ gặp phải. Chỉ khi nhìn nhận rõ thực tế trước mắt, con giáp này mới có thể đưa ra những phương án làm giàu phù hợp. Nguyệt lệnh lâm dưỡng và các tinh thiên đức cho thấy tình hình tài chính của người làm công ăn lương tăng tiến hơn trước, chủ yếu là nhờ bạn đã làm việc chăm chỉ tích cực. Chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ đang làm, không chịu đầu hàng trước khó khăn, thì tuổi Ất Sửu sẽ khiến cấp trên đánh giá cao và quyết định dành cho bạn một phần thưởng mang tính khích lệ. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Ất Sửu trong tháng 9 âm lịch, tháng này diện tình duyên của tuổi Ất Sửu phủ màu ảm đạm bởi quan hệ vợ chồng xã giao của bạn không được thuận lợi như ý muốn. Cục diện tường hình khiến cho bản mệnh luôn phải chịu nhiều điều muộn phiền, áp lực, song bạn lại thường giữ trong lòng, chứ không muốn chia sẻ với nửa kia. Bạn còn thường xuyên trút những cơn giận dữ của mình lên đầu người ấy, khiến cho bầu không khí gia đình luôn căng thẳng một cách không cần thiết. Con giáp này cần học cách tin tưởng vào nửa kia của mình nhiều hơn, trở nên tự cô lập bản thân với cả những người thân yêu nhất. Nếu chia sẻ với vợ chồng mình, bạn sẽ cảm thấy tinh thần được nhẹ nhõm, thoải mái hơn. Người ấy cũng có cơ hội chia sẻ gánh nặng với bạn, giúp bạn tìm ra hướng giải quyết công việc phù hợp. Với người độc thân, dường như bạn vẫn chưa quên được mối quan hệ trong quá khứ, nên bạn không muốn mở lòng với người khác. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Sửu trong tháng 9 âm lịch, tháng này là sức khỏe của tuổi Ất Sửu khá ổn định. Bạn gần như không mắc phải bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào, dù công việc đôi khi khiến bạn cảm thấy căng thẳng, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi phù hợp thì không có gì đáng lo ngại. Thời điểm này bạn chủ yếu duy trì việc rèn luyện sức khỏe đều đặn, không nên viện lý do để nghỉ ngơi. Ngồi yên một chỗ, việc vận động thường xuyên cũng có tác dụng cải thiện tinh thần, giúp bạn minh mẫn trong giải quyết công việc. Trong lĩnh vực ẩm thực, con giáp này cũng nên hạn chế ăn một nhóm thực phẩm nào đó quá nhiều. Hãy có chế độ dinh dưỡng cân bằng và đầy đủ để cơ thể luôn tràn đầy sức sống. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Sửu sinh 1985.
Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Ất Sửu trong tháng 10 âm lịch, tháng này phương diện sự nghiệp của tuổi Ất Sửu nhiều trắc trở. Sự cố liên miên khiến cho bạn khá đau đầu. Nguyệt lệnh lâm đất mộ cho thấy vận trình của bản mệnh khó bề được như ý, công việc sẽ gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Vừa phải chịu những thách thức lớn từ bên ngoài, lại vừa phải giải quyết những áp lực lớn từ bên trong. Điểm báo tử vi còn cho thấy cạnh tranh ngày càng gay gắt, lại có tiểu nhân quấy phá. Do ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh, dù con giáp này muốn yên ổn làm việc cũng khó. Tiểu nhân đang không ngừng tìm cách phá hoại, khiến cho công sức của bạn không được công nhận, dễ vướng phải những sai sót không đáng có. Lúc này bạn càng cần phải tập trung vào công việc chính của mình, nếu không sẽ rất dễ bị lôi kéo vào những chuyện bao đồng. Quá nhiều vấn đề bỏ dây khiến cho tuổi Ất Sửu đâm ra tự nghi ngờ bản thân. Có những lúc bản mệnh còn trông trên, không biết mình nên theo đuổi điều gì. Nhưng nếu đánh mất bình tĩnh vào thời điểm này, bạn sẽ càng dễ mắc sai lầm nghiêm trọng hơn, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của cấp trên với bản thân. Trong tình hình này, bạn cần phải thay đổi cách nói chuyện, ứng xử của mình. Sự cố chấp khô khan sẽ khiến bạn bỏ lỡ nhiều cơ may. Đừng cứ mãi tự than thân trách phận, đổ lỗi cho hoàn cảnh, suy nghĩ tiêu cực mà không tự nhìn nhận lại bản thân. Dũng cảm đối mặt, việc đó chỉ khiến bạn càng lâm vào trạng thái bế tắc trong công việc. Hãy luôn bình tĩnh, giữ vững vị trí công việc và kiên trì nỗ lực tiến lên, thì tất cả mọi sóng gió sẽ nhanh chóng qua đi. Các tinh tả phụ và hữu bậc luôn sát cánh để giúp đỡ tuổi Ất Sửu đạt được thành công như mong đợi, sau khi bạn đã kình qua những thử thách trước đó. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Sửu trong tháng 10 âm lịch, đường tài lộc của tuổi Ất Sửu trong tháng 10 âm lịch này khá ả đạm, không có nhiều biến động trong một tháng không có tài tinh chiếu mệnh. Do công việc trong tháng này gặp nhiều trở ngại, nên thu nhập của bạn khó được cải thiện như mong muốn. Người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại, bởi sức lực có hạn, nên bạn chấp nhận làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không tham vọng quá nhiều. Khi bạn hiểu rằng thời cơ thay đổi vẫn chưa tới, thì có cố cũng là vô ích. Người kinh doanh cần chú trọng tìm hiểu về chất lượng sản phẩm để tạo dựng uy tín, thay vì chỉ chú ý về cạnh tranh giá cả. Thời điểm này, bạn cần bình tĩnh, cẩn thận trong đầu tư. Đặc biệt, sự xuất hiện của thiên cẩu hung tinh là điểm báo có tiểu nhân lừa gạt. Đối phương có thể lợi dụng sự thật thà, lương thiện của con giáp này để nói lời phỉnh nịnh hòng cướp đoạt tiền của tài sản của bạn. Do đó tuổi Ất Sửu không thể quá cả tin và suy nghĩ đơn giản khi hùng vốn hợp tác làm ăn, nhất là với người mới quen biết. Tháng này bạn dễ thâm hụt ngân sách, nên cũng cần cẩn trọng trong quản lý tài chính cá nhân. Tài lộc trong tháng này của con giáp này nói chung chìm nổi, dễ bị phân tán nên cần hết sức cẩn thận. Nếu có ý định đầu tư vào một dự án mới nào đó, bản mệnh cũng cần rà soát hợp đồng, giấy tờ, văn bản pháp lý thật kỹ càng, tránh phạm sai lầm. Nhẹ thì bó tiền túi, đền bù thiệt hại, nặng sẽ dính dáng tới kiện tụng pháp luật. Nếu muốn cải thiện thu nhập của mình, bạn cần phải lên kế hoạch chi tiết và hành động quyết liệt. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Ất Sửu trong tháng 10 âm lịch, vận trình tình cảm của tuổi Ất Sửu trong tháng 10 âm lịch này ngày càng rối ren, phức tạp hơn. Vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn tranh cãi vì nhiều chuyện bất đồng quan điểm, khiến cho mọi lý lẽ đều trở nên vô lý. Đôi bên không thể giải quyết được tranh chấp nếu không biết nhường nhịn lẫn nhau. Lúc này cả hai nên dành nhiều thời gian để chia sẻ và cùng tìm giải pháp hóa giải sẽ tốt hơn là im lặng hay chiến tranh lạnh. Nếu muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, thì bản mệnh cần phải hạ bớt cái tôi cá nhân xuống, chiều xuống nước chủ động làm lành, sau đó giải thích cho đối phương hiểu và thông cảm, thì gia đình mới mong êm ấm. Tình trạng của người độc thân cũng chẳng có gì khởi sắc. Dù đã dành thời gian hẹn hò, gặp gỡ nhiều đối tượng, nhưng chưa ai thực sự khiến bạn rung động. Có lẽ tổn thương trong quá khứ vẫn hằn sâu trong tâm trí, khiến cho con giáp này khó mở lòng với người khác. Tuổi Ất Sửu tháng này, hãy dành thời gian duyên dáng nhiều hơn cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Sửu trong tháng 10 âm lịch, tháng này tinh thần áp lực và căng thẳng kéo dài, khiến cho sức khỏe của tuổi Ất Sửu đi xuống. Những vấn đề về tâm lý gây ra những triệu chứng khó chịu như mất ngủ, ăn uống khó tiêu, bị đau dạ dày. Tình trạng này nếu không sớm được giải quyết dứt điểm, sẽ rất có hại cho cơ thể của bạn. Do đó, con giáp này nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Hãy tìm cách cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi, có như vậy sức khỏe mới đảm bảo. Ngoài ra, trong tháng có thiên cẩu hung hoành hành, bản mệnh chú ý đi đứng cẩn thận,
phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Trong thời điểm mùa thu này, bạn cũng nên chú ý dưỡng sinh để tăng cường sức khỏe và tăng khả năng phòng chống bệnh tật. Bên cạnh đó, cảnh mùa thu dễ gợi cảm xúc buồn thương, nên tâm trạng dễ bực tức, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Bạn cần giữ tinh thần thoải mái, lạc quan để dễ dàng cân bằng âm dương, tránh xa bệnh tật rồi. Tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Sửu sinh 1985. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Ất Sửu trong tháng 11 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Ất Sửu tháng này có những bước tiến đáng mừng. Do có sự phù trợ của nhị hợp, bạn tự xác định được đích đến chính xác cho mình và cố gắng hết sức vì điều đó. Chính vì vậy mà việc gặt hái được thành công cũng không có gì ngoài dự kiến. Thời điểm này, bản mệnh biết cách lập kế hoạch cho công việc, nên làm việc gì cũng tuần tự từng bước. Dù công việc có nhiều đến mấy, cũng không rơi vào cảnh bối rối, không biết làm việc gì trước, việc gì sau. Thậm chí phong cách làm việc khoa học của con giáp này có thể trở thành tấm gương cho nhiều đồng nghiệp xung quanh học hỏi. Bên cạnh đó, tháng này bạn còn hợp tác tốt với đồng nghiệp, nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể giải quyết một cách nhanh gọn và thuận lợi. Nếu làm lãnh đạo, bạn có khả năng gắn kết mọi người, đưa cả tập thể đi tới thành công. Tuy nhiên, công việc của bản mệnh cũng không chỉ có toàn những điều thuận lợi, có điều yếu tố cản trở không đến từ bên ngoài mà đến từ chính bản thân bạn. Nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy, con giáp này vẫn thường quá bảo thủ, cứng nhắc trong cách nghĩ, cần nhiều thời gian mới có thể tiếp nhận được những điều mới mẻ. Vì thường khăng khăng làm theo ý mình, nên bạn dễ phức tạp quá mọi việc. Vì thế, dù có đứng ở vị thế nào đi chăng nữa, tuổi Ất Sửu cũng cần lắng nghe góp ý của mọi người xung quanh nhiều hơn. Có thể người ngoài sẽ đưa cho bạn những gợi ý mà bạn chưa hề nghĩ tới. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Sửu trong tháng 11 âm lịch, tháng 11 âm lịch này, chuyện hợp tác làm ăn của tuổi Ất Sửu tiến triển thuận lợi. Nhờ vậy mà túi tiền của bản mệnh cũng trở nên rủng rỉnh hơn. Bạn có thể khắc phục được những khó khăn trước đó và không phải lo lắng gì nhiều về lĩnh vực chi tiêu trong khoảng thời gian tiếp theo. Đây là thời điểm mà người làm ăn kinh doanh nên nhanh chóng ký kết hợp đồng, xây dựng quan hệ với khách hàng đối tác. Con giáp này giữ được chữ tín thì sẽ khiến nhiều người cảm thấy tin tưởng, quyết định hợp tác lâu dài hoặc giới thiệu thêm cho bạn những mối làm ăn mới, cơ hội làm ăn tới tấp. Khiến tuổi Ất Sửu nhanh chóng thu được một khoản tiền lời lãi khả quan, người làm công ăn lương cũng có thể hưởng một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá cho những cố gắng trong công việc của mình. Đó là khoản tiền khích lệ của lãnh đạo đối với bạn, để bản mệnh có thêm động lực tiếp tục cống hiến trong tương lai. Tuy nhiên, do có ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ, nên con giáp này cũng vẫn cần cẩn trọng trong công việc, chớ nên chủ quan, ngay cả trong những nhiệm vụ quen thuộc. Tuy phấn đấu làm giàu nhưng bạn vẫn cần phải chú ý đến cách ứng xử với mọi người xung quanh, đừng nên có những hành động quá nóng nảy, bốc đồng trong quá trình giành giật cơ hội. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Ất Sửu trong tháng 11 âm lịch, tháng này nhị hợp đem lại tác động tích cực cho đời sống tình cảm vợ chồng của tuổi Ất Sửu. Đôi bên đã biết cảm thông, thấu hiểu hơn cho nhau, đồng thời nhận rõ trách nhiệm của mình với gia đình, nên luôn cùng nhau xây dựng mái ấm. Chuyện mâu thuẫn, tranh cãi cũng giảm rõ rệt. Nếu có thời gian rảnh rỗi, bạn và người ấy nên tìm cách hâm nóng tình cảm đôi bên, như cùng tham gia một bữa ăn lãng mạn hoặc cùng đi nghỉ dưỡng ở đâu đó. Trong khoảng thời gian một vài ngày, chắc hẳn hai người sẽ có thêm những kỷ niệm quý giá, khiến cho tình cảm đôi bên ngày càng gắn kết hơn. Tháng này, bách diệt cát tinh cũng khiến cho vận trình tình duyên của người độc thân trở nên rực rỡ hơn hẳn. Nhiều người xung quanh nhận ra ưu điểm của bạn, nên đều muốn kéo gần khoảng cách với con giáp này. Nếu bản mệnh cũng đang có nhu cầu tìm một người chia sẻ, thì nên mở lòng với mọi người nhiều hơn. Bắt đầu từ việc nhắn tin qua lại, hỏi han quan tâm đến nhau. Khi được quan tâm chăm sóc, tuổi Ất Sửu cũng nên nhớ, đừng giữ quan hệ mập mờ với quá nhiều người. Bởi như vậy thì tương lai bạn dễ vướng phải nhiều rắc rối khó giải quyết, thậm chí khiến những người thật lòng với mình phải chịu tổn thương. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Sửu trong tháng 11 âm lịch, tình hình sức khỏe của tuổi Ất Sửu trong tháng 11 âm lịch này nhìn chung ổn định. Bạn nên tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, hãy luyện tập thể dục thể thao, chớ bắt bản thân làm việc quá sức. Chỉ khi bạn giữ được sức khỏe, đầu óc tỉnh táo thì làm việc mới có hiệu quả cao. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Sửu sinh 1985.
Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Ất Sửu trong tháng 12 âm lịch, trong tháng Cửu Mật, tức tháng 12 âm lịch này, người tuổi Ất Sửu được dự báo phải đối mặt với nhiều biến động trong chuyện công việc, vận trình có thăng có trầm, đòi hỏi bạn phải thận trọng và nỗ lực nhiều hơn mới mong tìm được hướng đột phá cho mình. Tuy có nguyệt lệnh lâm quan đới, nhưng mức độ ảnh hưởng chưa cao, nên con giáp này vẫn phải tự thân vận động, bỏ ra nhiều sự cố gắng hơn chứ không thể dựa dẫm vào vận may. Thời điểm cận kề đón Tết, tốt nhất bạn nên hoàn thiện mục tiêu đã đề ra, làm tốt nhiệm vụ được giao thay vì chạy theo quá nhiều lĩnh vực cùng lúc. Vì là tháng cuối năm nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ, hiệu suất có tốt hay không còn tùy thuộc vào sự tập trung và nỗ lực của bản mệnh tới đâu. Đừng vì ham công tiếc việc mà ôn đồn nhiều thứ, vì bạn sẽ không thể làm xuể, và tháng này bạn nên hạn chế xử lý những việc lớn. Tháng này tuổi Ất Sửu chịu tác động bất lợi từ hung tinh Thái Tuế, thêm cả thiên quan nhập mệnh xuất hiện, điềm báo có thể bị ganh đua ghen ghét, đặt điều thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ. Do đó bản mệnh càng nên thận trọng hơn, để mọi việc được hoàn thành một cách ổn thỏa, yên tâm đón Tết. Bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để giải quyết. Gặp khó khăn cũng đừng vội vã từ bỏ, bởi công sức mà con giáp này bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng nếu có thể kiên trì. Tới cuối tháng, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng và nhận những lời khen từ cấp trên, có thể tuổi Ất Sửu còn được một phần thưởng hậu hĩnh nữa. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng trước lời nói và biết kiểm soát cảm xúc của mình, không nên tự cao quá mức để tránh những rắc rối không đáng có. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Sửu trong tháng 12 âm lịch, tháng 12 âm lịch này, tuy công việc vẫn còn nhiều, mối lo toan sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới thu nhập của tuổi Ất Sửu. Bạn cũng có thể cảm thấy vận may không ở bên mình, nhưng yên tâm là về mặt tài chính thì vẫn ổn, đủ để chi tiêu cho bản thân và gia đình trong tháng cuối năm với đủ chuyện phải lo này. Tháng này, dù không có tài tinh chiếu mệnh, nhưng tình hình tài chính của bản mệnh không quá ảm đạm. Cũng bởi bạn luôn có những khoản tích lũy dự phòng, nên kể cả không có khoản thu đáng kể nào trong tháng này, thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Tới cuối tháng, người làm công ăn lương có thể sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi các khoản lương thưởng Tết bắt đầu đổ về túi, tình hình khó khăn sẽ được giải quyết phần nào. Bạn cũng có thêm khoản tiết kiệm cho các kế hoạch sau Tết. Với người kinh doanh, tình hình buôn bán tứ bật trong cả tháng Chạp, đòi hỏi con giáp này phải có sự thích nghi nhanh chóng, luôn quan sát biến động thị trường để kịp thời đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp. Có như vậy lợi nhuận mới đổ về túi. Song tuổi Ất Sửu cũng đừng vội ra những quyết định đầu tư vội vàng. Dù lúc này nóng lòng muốn gia tăng tài sản, thu nhập thì vẫn phải đợi thời điểm thích hợp hơn. Bạn nên học cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan hơn. Do là tháng 12 âm lịch này cận kề Tết Nguyên Đán, nên nhu cầu sắm sửa tăng cao. Tốt nhất tuổi Ất Sửu nên kiểm soát việc chi tiêu của mình. Tết nhất có nhiều thứ phải sắm sửa, nhưng đừng quên kinh tế của bạn vẫn cần phải cố gắng nhiều nên chưa thể phung phí. Ở thời điểm này, làm ăn hùng hạp nên tìm hiểu kỹ kẻo bị lừa gạt. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Sửu trong tháng 12 âm lịch, xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Ất Sửu trong tháng 12 âm lịch. Thời điểm cuối năm tháng Chạp này là khoảng thời gian khá bận rộn của tuổi Ất Sửu, cũng chính vì lý do đó mà con giáp này có thể không có thời gian để vun vén cho chuyện tình cảm cá nhân, mối quan hệ nguội lạnh, vợ chồng dễ có sự xa cách. Những khúc mắc trong công việc cũng khiến cho trạng thái tinh thần của bản mệnh trở nên rất nhạy cảm. Nếu không kiểm soát được cảm xúc của mình mà cáu giận vô lối, sẽ khiến mối quan hệ tình cảm khó bền vững. Bạn nên cố gắng giữ gìn hòa khí để đón một cái Tết thật ấm cúng. Tình hình cũng không khá hơn là mấy với người độc thân. Chuyện tình cảm của con giáp này vẫn chưa đâu vào đâu, đa phần đều bận rộn với dòng xoáy của công việc cuộc sống, nên không có nhiều thời gian dành cho chuyện tình cảm. Một số người vì vết thương lòng quá lớn tới mức khép chặt trái tim, sợ phải chịu tổn thương thêm lần nữa. Tháng 12 âm lịch này, sức khỏe của tuổi Ất Sửu cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Thổ khí cực dưỡng khiến cho thể trạng và tinh thần của bản mệnh trở nên yếu hơn bình thường. Cuộc sống bận rộn khiến bạn dễ bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục thể thao. Tuy nhiên, bận rộn chỉ luôn là cái cớ. Nếu bạn không xây dựng lối sống khoa học thì sẽ chẳng có đủ thể trạng sung mãn để làm điều mình muốn. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên chú ý tìm cách giải tỏa tinh thần để hạn chế tình trạng quá tải vì đầu óc mãi lo nghĩ công việc và các vấn đề trong cuộc sống. Trên đây là tử vi của tuổi Ất Sửu sinh 1985,
từ nay tới Tết 2025 âm lịch, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.